những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga ukraine trong 24 giờ qua lực lượng phòng vệ ukraine đạt được thành công trên sườn bạch Mút. ông trump tình báo ukraine tuyên bố đã đủ vũ khí chốt thời gian phản công Rộ bằng chứng chiến binh ukraine dùng thiết bị quân sự mỹ để đột kích vào lãnh thổ nga putin đối mặt với cuộc nổi dậy quân sự lớn nhất thế giới nước nga dần chìm trong hỗn loạn trước cuộc cách mạng của người dân các tin tức thế giới đáng chú ý hai thuyền chở 1.000 người di cư gặp nguy hiểm giữa địa trung hải. Tình hình Sudan, lệnh ngừng bắn bị vi phạm, Mỹ cảnh báo hậu quả. Thủ tướng Singapore ra lệnh điều tra tài sản của hai bộ trưởng. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Uyên Mi xin được mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Lực lượng phòng vệ Ukraine đạt được thành công trên sườn Bakhmut Kính thưa quý vị, các hầu vệ Ukraine đã đạt được thành công ở hai bên sườn Bakhmut của khu vực Donetsk. Hoạt động phòng thủ vẫn tiếp tục. Tuyên bố liên quan được đưa ra bởi tư lệnh lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Shishky trên Telegram. Tướng Shishky viết, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục hoạt động phòng thủ và đã đạt được thành công ở hai bên sườn Bakhmut Tư lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine cũng đăng một cuộc thẩm vấn một lính đánh thuê người Nga từ công ty quân sự tư nhân Veteran, người đã bị bắt làm tù binh ở hướng Mút. Người lính đánh thuê nói rằng, ban chỉ huy quân đội Nga đã buộc họ phải ra tiền tuyến với những lời đe dọa. Nói rằng, nếu họ từ chối chiến đấu, họ sẽ bị đưa lên một chiếc Kamaz và không ai có thể gặp lại họ nữa. Trước đó, công ty quân sự tư nhân cựu chiến binh do Bộ Quốc phòng Nga thành lập và là một phần của Red Dot BMC tham gia vào các hoạt động chiến sự ở hai bên sườn Bakhmut. Âm trầm tình báo Ukraine tuyên bố đã đủ vũ khí, chốt thời gian phản công. Thiếu tướng Kirill Budanov, người đứng đầu Cục Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine, tuyên bố rằng KF đã có số vũ khí tối thiểu cần thiết để tiến hành cuộc phản công được chờ đợi từ lâu, nhằm đánh bật quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ nước này. Trong cuộc phỏng vấn với nK ông Polonov tuyên bố rằng nhiều khu vực ở Ukraine vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Do đó, Ukraine sẽ sớm phản công để giành lại lãnh thổ. Ông Trung tình báo Ukraine nhấn mạnh, chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian nữa, chúng ta đã có tối thiểu vũ khí và các thiết bị khác. Tất cả những gì tôi có thể nói là cuộc phản công sẽ sớm bắt đầu. Ông Putinop lưu ý rằng Ukraine sẽ sử dụng tất cả các lực lượng và tài sản hiện có để đánh bật quân Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Ông nhấn mạnh thêm rằng, để chiến dịch phản công thành công, Ukraine sẽ cần một nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược đáng kể. Ngoài ra, Ukraine cũng cần nhiều máy bay chiến đấu hơn. Trước đó, vào tháng 4 năm 2023, ông Kirill Budanov tuyên bố, Ukraine đang tiến đến một trận chiến quan trọng trong lịch sử hiện đại, ám chỉ cuộc phản công quy mô lớn được KF thông báo từ lâu. Ông nói thêm rằng, trận chiến này theo kế hoạch sẽ diễn ra vào mùa xuân năm nay. Trong khi đó, phát ngôn viên được Kremlin Dmitry Peskov hôm ngày 24 tháng 5 tuyên bố, Nga không muốn đóng băng cuộc xâm lược ở Ukraine. Ông nhấn mạnh, Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của mình ở Ukraine thông qua hoạt động quân sự đặc biệt hoặc thông qua tất cả các phương tiện khác. Rộ bằng chứng chiến binh Ukraine dùng thiết bị quân sự Mỹ để đột kết vào lãnh thổ Nga. Ít nhất, ba trong số thiết bị quân sự dường như là xe bọc thép kháng mìn chiến thuật MRIP do Mỹ sản xuất đã được sử dụng trong cuộc đột kích xuyên biên giới của một nhóm vũ trang Ukraine vào lãnh thổ Nga mới đây. Theo bằng chứng trực quan, Nga đã bắt được hai trong số xe bọc thép này. Các chiến binh ủng hộ Ukraine dường như đã sử dụng ít nhất 3 xe bọc thép MRIP do Mỹ sản xuất trong một cuộc đột kích vào lãnh thổ tỉnh biên giới Belgorod của Nga hôm thứ Hai, 22 tháng 5, hình ảnh và video được báo mỹ the new york times xác minh cho biết bằng chứng hình ảnh bổ sung do the new york times đăng tải cho thấy các lực lượng nga dường như đã chiếm được ít nhất hai trong số những phương tiện đó không rõ bằng cách nào mà các đơn vị đột kích của ukraine lại sở hữu các phương tiện này thường được gọi là mrap hoàn cảnh dẫn đến việc người nga bắt giữ được các thiết bị này cũng vẫn chưa được tiết lộ nhưng các nhóm Telegram thân Nga đã bắt đầu đăng hình ảnh chứng minh hai chiếc MRIP đang nằm trong tay họ vào đêm thứ Hai, 22 tháng 5, vài giờ sau khi cuộc đột kích bắt đầu. The Times đã xác định các phương tiện này dựa trên dấu hiệu của chúng khi chúng ở bên trong Ukraine và một lần nữa sau khi chúng nằm trong tay lực lượng Nga. MRIP lần đầu tiên được chế tạo cho lực lượng Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Mỹ cũng đã cung cấp vài trăm chiếc xe bọc thép này cho quân đội Ukraine. Mô hình cụ thể dường như là International Mark Những chiếc xe bọc thép này đã được nhìn thấy trong các video được quay ở các chiến tuyến khác nhau trên khắp Ukraine. Trong khi nhiều quốc gia đã mua và sử dụng các phương tiện này, thì Mỹ là quốc gia duy nhất được biết đến là đã gửi chúng đến Ukraine. Một trong những bức ảnh cho thấy một lính Nga đang đứng cạnh một chiếc MRIP bị bắt giữ, có dấu sơn phun màu trắng, một mũi tên hướng lên trên. Chiếc MRIP có dấu hiệu chính xác như vậy từng xuất hiện trong đoạn video quay cảnh các lực lượng đột kích của Ukraine đang ở cách biên giới với Nga khoảng 8 km chỉ vài giờ trước khi họ tấn công vào lãnh thổ Nga. Một quan chức Mỹ cho biết, chính phủ đã xem các báo cáo trên phương tiện truyền thông xã hội rằng những chiếc xe bọc thép của Mỹ đã được sử dụng trong cuộc đột kích vào lãnh thổ Nga và đang tiếp tục kiểm tra để xác định xem liệu thông tin có chính xác hay không. Ông Matthew Mueller, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Tôi có thể nói rằng vào thời điểm này, chúng tôi nghi ngờ tính xác thực của những báo cáo này. Ông cũng nhắc lại rằng Mỹ không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga và chúng tôi đã làm rõ điều đó. Ông Mueller nói thêm: "Nhưng như chúng tôi đã nói, việc quyết định tiến hành cuộc chiến này như thế nào là tùy thuộc vào Ukraine. Việc sử dụng thiết bị quân sự của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga." có thể làm căng thẳng quan hệ giữa Kiev và Washington, vốn đã viện trợ quân sự cho Ukraine hàng chục tỷ USD, với một trong những điều kiện là không được sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga, New York Times viết. Trước đó, các hình ảnh và video được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội, cho thấy hàng chục chiến binh ủng hộ Ukraine đã sử dụng các phương tiện bọc thép băng qua biên giới Nga vào làng Kozinka vào sáng thứ Hai ngày 22 tháng 5. Sự tham gia của quân đội Ukraine trong chiến dịch là không rõ ràng. Cuộc đột kích được cho là kết thúc vào chiều thứ Ba, ngày 23 tháng 5, khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đẩy lùi các chiến binh quân đoàn tự do của Nga. Putin đối mặt với cuộc nổi dậy quân sự lớn nhất thế giới. Nước Nga dần chìm trong hỗn loạn trước cuộc cách mạng của người dân. Lãnh đạo nhóm lính đánh thuê qua nợ, ông Zekhani Prakosin đã cảnh báo rằng nước Nga có thể đối mặt với một cuộc cách mạng tương tự cách mạng Nga năm 1917, và thua cuộc chiến tranh tại Ukraine nếu giới tin Anh không coi việc tham gia cuộc chiến là quan trọng. Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine bắt đầu từ năm 2022 và đã kéo dài hơn 15 tháng, là một trong những cuộc xâm lược chết chóc nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai và là xung đột lớn nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông Prigozhin nói: Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công nhằm đẩy lùi quân đội Nga về các khu vực biên giới trước năm 2014, thời điểm Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Lãnh đạo nhóm Wagner nói thêm rằng Ukraine sẽ cố gắng bao vây Bạch Mút và tấn công vào Crimea. Có khả năng hơn tất cả, kịch bắn này sẽ không tốt cho Nga. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh cam go. Ông Prigozhin nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên kênh Telegram của cá nhân ông. Ông Pridoshin nói, chúng ta đang ở trong hoàn cảnh mà chúng ta có thể mất hoàn toàn nước Nga. Đó là vấn đề chính. Chúng ta cần áp đặt thiết quân luật. Ông Pridoshin cho biết, tầm nhìn chính trị của ông bị chi phối bởi tình yêu với đất mẹ và phục vụ ông Putin. Ông nói, biệt danh đầu bếp của Putin là ngu ngốc vì ông không thể nấu nướng. Ông châm biếm rằng biệt danh gã đồ tể của Putin có thể là hợp lý hơn. Ông Prakosin cho rằng giới tin Anh Nga đã ngăn cản con em họ tham gia vào cuộc chiến tranh tại Ukraine, trong khi những đứa trẻ của thường dân Nga đã bị thiệt mạng trên tiền tuyến. Một tình huống mà lãnh đạo nhóm qua nợ nói có thể kích hoạt hỗn loạn tại Nga. Nếu thường dân Nga tiếp tục nhận con em họ trở về trong những cụ quan tài kém, trong khi những đứa con của giới tin Anh lại tắm nắng ở nước ngoài, thì nước Nga sẽ đối mặt với bất ổn giống như cách mạng năm 1917, đã đưa tới một cuộc nội chiến. Prakosin cảnh báo rằng cuộc cách mạng ở Liên bang Nga sẽ bắt đầu bằng cuộc nổi dậy của quân đội, những người đã bị kết án tử hình. Theo Prakosin, sự tức giận trong hàng ngũ quân nhân Nga và gia đình họ đang gia tăng rất nhanh. Chuyển qua một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Hai thuyền chở 1.000 người di cư gặp nguy hiểm giữa địa trung hải hai tàu chở khoảng 1.000 người di cư đang rơi vào tình thế nguy hiểm trên địa Trung Hải khi động cơ bị dừng hoạt động, nước tràn vào tàu. Ông Maurice người sáng lập tổ chức phi chính phủ Alapon, cho biết hai con tàu chở tổng cộng 1.000 người di cư đều đang bị nước tràn vào. Tổ chức Alapon là một dự án cho các tình nguyện viên châu Âu, Tunisia và Morocco điều hành nhằm giải cứu người tị nạn trên biển, đã báo cáo sự việc tới giới chức Italy và Malta vào ngày 24 tháng 5 tổ chức alampol đăng trên twitter rằng nhóm người di cư xuất phát từ libya vài ngày trước hiện nay động cơ trên hai tàu đã dừng hoạt động cơ quan chức năng liên quan đã nhận được thông tin và cần thực hiện nỗ lực cứu hộ ngay lập tức song theo một số tổ chức cứu hộ giới chức italy và manta chưa phản hồi các cuộc gọi đề nghị hỗ trợ hai tàu hãng tin cnn đã gửi câu hỏi đề nghị trung tâm kiểm soát hàng hải của manta và italy thông tin nhưng cả hai bên chưa phản hồi. Trong lúc chờ đợi, một số tổ chức nhân quyền đang nỗ lực tìm cách để không mất dấu hai phương tiện này. Ngày 24 tháng 5, trong bài đăng trên Twitter, đề cập tới hai chiếc tàu, tổ chức bác sĩ không biên giới cho biết tình hình trên hai tàu chở người di cư rất khó khăn. Chúng tôi nhận được thông tin nước đã tràn vào tàu, một phụ nữ mới sinh cần. Tổ chức NGO Emergency chuyên vận hành tàu cứu hộ cho hay đang điều tàu tới hai khu vực chiếc tàu gặp nạn, nhưng cảnh báo tình hình rất nguy cấp. Thậm chí, cho có thể khi đội tàu cứu hộ tiếp cận được hiện trường thì đã quá muộn. Mỗi năm, hàng chục nghìn người di cư tại châu Phi và châu Á tìm cách vượt địa trung hải đến châu Âu để thoát xung đột, đói nghèo. Họ sẵn sàng mạo hiểm, chịu nhồi nhát trên những con tàu quá tải, nguy cơ bị chìm hoặc gặp sự cố rất cao. Theo hãng tin CNN, Thời gian gần đây, số lượng người di cư vượt biện tới Italy tăng mạnh. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Italy, riêng trong năm nay, tính tới ngày 24 tháng 5, đã có khoảng 46.656 người di cư đã vượt biện tới quốc gia này, tăng mạnh so với 17.972 người vào cùng kỳ năm ngoái. Tình hình Sudan, lại ngừng bắn bị vi phạm, Mỹ cảnh báo hào quả. Vào ngày 24 tháng 5, Saudi Arabia và Mỹ đã chỉ trích các bên tham chiến tại Sudan, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết gần đây tại thành phố Zedat, Saudi Arabia. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, không bên nào tại Sudan tuân thủ cam kết không tìm kiếm lợi thế quân sự trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực và trong khoảng thời gian 48 giờ sau khi thỏa thuận này bắt đầu được thực thi. Mặc dù giao tranh ở thủ đô Khartoum có vẻ ít dữ dội hơn so với những ngày gần đây, song các quan sát viên đã nhận được các báo cáo về việc cả hai bên tham chiến tại Sudan đều vi phạm lệnh ngừng bắn. Trong đó có các cuộc tấn công ở Khartoum and Obed và một số nơi khác. Tuyên bố cũng tiết lộ rằng các đại diện của Ủy ban điều phối và theo dõi tình hình Sudan đã tham gia các cuộc thảo luận mang tính xây dựng tại Jeddah về cung cấp viện trợ nhân đạo tại quốc gia Đông Phi, đồng thời lắng nghe ý kiến của lãnh đạo hai phe nói về các cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken ngày 23 tháng 5 cảnh báo các phe phái đối địch tại Sudan phải tuân thủ lệnh ngừng bắn mới nhất, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Ngoại trưởng Mỹ xác nhận thêm một cơ chế từ xa do Washington hậu thuận đã được thành lập để giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại Sudan thông qua một ủy ban giám sát gồm 12 thành viên, trong đó bao gồm 3 đại diện từ các bên tham chiến, ba người của Mỹ và ba người của Saudi Arabia. Các bên tại Sudan đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 ngày, có hiệu lực vào lúc 21 giờ 45 phút tối ngày 22 tháng 5 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, các nhân chứng đều cho biết vẫn có các cuộc đụng độ cũng như cũng nghe tiếng cũng như nghe thấy tiếng nổ từ các cuộc không kích sau thời điểm này. Thủ tướng Singapore ra lệnh điều tra tài sản của hai bộ trưởng Thủ tướng Singapore Lý Hiện Long đã ra lệnh điều tra việc hai bộ trưởng của nước này thuê những ngôi nhà đắt tiền sau khi nhận được thắc mắc từ phe đối lập. Vào ngày 23 tháng 5, Thủ tướng Singapore Lý Hiện Long đã ra lệnh điều tra việc hai bộ trưởng của nước này thuê những ngôi nhà đắt tiền sau khi nhận được thắc mắc từ phe đối lập. Theo hãng tin Reuters, trước khi ông Lý Hiện Long ra lệnh điều tra, vụ việc này đã được dư luận Singapore bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Đầu tháng 5, chính trị gia đối lập Kenneth Sjagretnam đã đề trình câu hỏi lên Quốc hội về việc làm thế nào mà Bộ trưởng Pháp luật K. Samugam và Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan có thể thuê được những bất động sản vốn đắt đỏ ở vị trí đắt địa với giá rẻ. Trong một tuyên bố dài 4 đoạn, văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết Thủ tướng nước này đã giao cho ông Tiêu Chí Hiền, Bộ trưởng Điều phối An ninh Singapore, xem xét vấn đề và xác định liệu hai bộ trưởng có tuân theo các quy trình hay không. Điều này phải được thực hiện để đảm bảo rằng chính phủ này duy trì các tiêu chuẩn liêm chính ở mức cao nhất. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết kết quả của điều tra dự kiến có trước tháng 7. Phản ứng trước vụ việc, ông Samugam cho biết những nghi vấn từ chính trị gia đối lập là thái quá và ông không có gì phải che giấu. Ông Palat Risman cho biết ông rất vui mừng khi chính phủ cho tiến hành một cuộc điều tra. Theo Reuters, các vụ bê bối tham nhũng là đắt khiếm trong chính phủ Singapore. Tại nước này, mức lương hàng năm của nhiều bộ trưởng nội các là hơn 1 triệu SGD, khoảng 755.000 triệu đi, để ngăn chặn tình trạng tham nhũng xảy ra. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.